Tiêu Chiến, Lý Thấm tình bề bình siêu ngọt. Hình ảnh mới của Tiêu Chiến và Lý Thấm trên phim trường Vùng Biển Trong Mơ đang nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng. Được biết, đây là lần thứ 5 cặp đôi này hợp tác cùng nhau. Loạt hình ảnh tình tứ của cặp đôi vừa được blogger tung ra khiến cư dân mạng đứng ngồi không yên, không thể rời mắt được vì quá ngọt ngào, tình cảm. Khoảnh khắc Lý Thấm e thẹn tựa vào vai Tiêu Chiến được nhận xét giống như một cặp tình nhân thật. Cặp đôi hình như cũng suýt hôn nhau, nhà trai dường như có vẻ hơi căng thẳng. Tuy nhiên, nước da của Tiêu Chiến có phần sai vì đen hơn rất nhiều so với các bộ phim trước đây. Khán giả thắc mắc không biết do đoàn làm phim chủ tâm muốn nhuộm da cho nam diễn viên để hợp vai hay là do dạo này nam diễn viên phơi nắng quá nhiều. Trong phim, Tiêu Chiến vào vai nam chính Tiêu Xuân Sinh, Lý Thấm đảm nhận nhân vật nữ chính Đồng Hiểu Mai. Bộ phim kể về quá trình trưởng thành cũng như câu chuyện thăng trầm trong số mệnh của một nhóm thanh niên Bắc Kinh vào những năm 70. Phim dự kiến sẽ lên sóng cuối năm nay.